Chào mừng quý khán giả quay trở lại với Radio Quyền Bí Trong thời gian qua, chúng tôi đã nỗ lực mang đến những tác phẩm hay nhất Những câu chuyện tâm linh có thật 100% Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để chúng tôi ra thêm những video mới Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu một câu chuyện tâm linh quyền bí Những tình tiết trong video không phàn ai cũng đủ dũng cảm để xem Vì vậy các bạn cân nhắc kỹ trước khi xem Chúng ta cùng bắt đầu nào Hôm nay là buổi trưa đầu tuần như bao nhiêu buổi trưa khác Dinh bước vào một lớp học mới Môi trường mà cậu chưa từng trải nghiệm Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học tại đây Đúng lúc chủ nhiệm cô giáo đi tới Cô giới thiệu cậu rồi sắp cho cậu ngồi với một cậu nam ở bàn cuối Có lẽ cả lớp không quan tâm lắm đến sự có mặt của cậu Tiết học đầu tiên bắt đầu Thầy giáo làm quen Giới dinh rồi nhắc cho cậu về một số nội quy của lớp cậu chỉ dân dạ Sau đó ngồi xuống cái nắng gay gắt gọi thẳng vào mặt dinh cậu lấy đôi tay che lại Dinh cứ nhìn trầm trầm vào cậu trai bên cạnh mình Như cảm nhận được có người đang nhìn mình cậu kia xoay qua rất nhanh Mặt cậu ta đầy các vết bầm Vết thương vẫn chưa lành nhưng không thể che được vẻ điển trai của cậu ấy Sao cậu nhìn tớ vậy? Giọng cậu ta có chút e dè À, À tớ quên đem sách cho tớ coi chung giới Được không Hai tay Vinh chấp lại tỏ vẻ cầu xin Chỉ thấy cậu ta đẩy cuốn sách Về phía Vinh không nói lời nào Này cậu tên gì vậy Tớ tên Hoàng Hoàng Vậy à Hoàng à sao trên mặt cậu có nhiều vết bầm vậy Trên bảng thầy giáo Vẫn đang giảng về những công thức hóa học Hoàng cấm mặt vào ghi bài dường như không muốn trả lời câu hỏi của Vinh. Trong suốt tiết học cậu luôn cố bất chuyện với Hoàng nhưng không thành Giải lao mà vẫn thấy Hoàng ngồi yên dinh cũng chẳng muốn đi đâu Phần gì ở đây cậu không có ai là bạn phần gì cũng chẳng biết đi đâu Đang suy nghĩ thì bỗng dưng bên cạnh cậu có tiếng động mạnh Vinh nhìn sang thấy Hoàng đang bị rì đầu xuống bàn Hoàng không la lên cũng chẳng nói gì cậu chỉ nằm im ở đó Tên kia thì đắc trí quay qua nhìn bạn hắn rồi cười nhếch mép Thấy chưa nó yếu như sơn, Dinh đứng dậy đấm vào mặt hắn Này cậu không phàn ai cậu cũng đánh được đâu Mày nói gì? Tên kia ôm má mặt dẫn láo có vẻ hắn sợ mất mặt với bọn bạn Tụi bạn hắn cũng hùa theo Dinh đá cho hắn thêm cái nữa rồi nói với hắn Hình như chưa ai dạy cậu cách cư xử à Hắn ta chỉ đứng dậy liếc Dinh một cái rồi dội giả bỏ đi Cậu bước đến gần Hoàng Có sao không đấy cậu ổn chứ Tất nhiên cảm ơn cậu nha Hoàng mỉm cười mặt cậu lại thêm một vết bầm mới Những tiếc sau đó vẫn vậy chẳng có gì mới cho đến khi ra về Thật ra cuộc sống ở trường của Vinh trước đó cũng như hoàng tẻ nhạt Nhưng ít ra cậu còn có người để chia sẻ Có lẽ đến giờ Vinh vẫn vậy Cậu đang dắt xe ra thì gặp Hoàng đang lủi thủi đi về xung quanh là những con người máu lạnh đang soi xét Hoàng. Thằng đấy mồ côi đấy nó làm gì có mẹ, Sao họ có thể buông ra những lời cay nghiệt như vậy không có mẹ chẳng phàn là một thiệt thòi rất lớn hay sao? Này các người hơi quá đáng rồi đó. Vinh hét lớn rồi lôi sình sệt Hoàng đến xe mình bằng một cách nào đó cậu đã bỏ được Hoàng lên xe, cậu ta phóng nhanh về phía trước Hoàng thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Này này chúng ta đang đi đâu đấy? Nhà cậu ở đâu để tớ trở về? Thôi cho tớ xuống đi. Không nói nhanh không tớ đánh cậu đấy. Hoàng cũng hết cách nên đành nói ra bỗng Vinh ríu rít nói với Hoàng. Wow, nếu mà theo cậu miêu tả thì nhà cậu khá gần nhà tớ đây. Hoàng cũng thoáng bất ngờ, thật không, thật nhà tớ cũng ở đường đó. Sau khi nghe dinh nói cậu ta chỉ ừ rồi im bật, Hoàng nhạt nhẽo đến vậy sao? Sao họ lại bắt nạt cậu thế? Dinh hỏi cậu ta bằng giọng thất mất Hoàng im lặng rất lâu vẫn không thấy trả lời Dinh lại hỏi thêm Họ nói cậu mồ côi là sao? Mẹ tớ mất từ 2 năm trước Khi cậu 16 tuổi á Hát mờ mờ Hơi thở dài như xoáy vào tim Dinh Cậu thoáng chạnh lòng Hoàng cũng không muốn nói gì thêm Dinh lại hỏi Cậu không có xe à? Ừ, tớ không có Mai tớ chở cậu nhá Không cần đâu, Dinh im lặng cậu biết dù có nói gì thì Hoàng cũng sẽ tìm cách từ chối chi bằng ngày mai ép buộc cậu ấy. Vừa đến nhà Hoàng vừa bước dội xuống xe tay cậu ta vừa chỉ về hướng cân nhà ba tầng trước mặt. Nhà cậu đấy à? Hoàng hỏi Dinh bằng giọng ngưỡng mộ. Đúng rồi đấy. Chất gia đình cậu hạnh phúc lắm nhỉ? Ừ. Câu trả lời xen lẫn với suy nghĩ khiến giây phút đó như chậm lại vài phần. Hoàng đi vào nhà dãy tay chào Dinh, Dinh thẳng thừng nhìn cánh cửa khép lại Trong nhà khang trang không có vẻ thiếu thốn thứ gì Dinh thấy thấp thoáng bóng dáng cô gái khá trẻ độ khoảng 24 đến 25 tuổi Dóc dáng cô ta khoe rõ ba dòng Cậu thầm nghĩ đó có thể là chị của Hoàng Dinh về nhà dưới tâm trạng rối ren Con mới về à? Hôm nay thế nào? Tiếng mẹ Dinh vọng ra từ trong nhà Thưa bố mẹ con mới về Hôm nay của con tốt lắm ạ à? con vừa quen được bạn đối diện nhà mình cậu ấy tên Hoàng. Người bố dỗ dai con trai. Thế thì tốt quá, nào chúng ta ăn cơm thôi. Đóng cánh cửa lại Hoàng dội vào phòng tắm rửa rồi lên phòng, vừa quay lưng vào thì. Đêm nay mày đừng ăn cơm nhá. Bố tôi đâu? Ông ta đi công tác rồi. Hoàng đóng sầm cửa phòng để lại Tố Ngọc với vẻ mặt đắc ý thảo nào cậu luôn trong tình trạng xanh xao, không phản kháng đối với hoàng không phản là run sợ trước cô ả kia mà là nghĩ đến người bố của cậu, bố cậu rất thương cậu, chắc ông sẽ thất vọng nếu cậu có thái độ không tốt với cô ta. r i n g d i n g tiếng chuông cửa reo lên hồi thứ nhất cho đến hồi thứ hai thì mới có người ra mở cửa. cậu là ai đấy? em là bạn của hoàng chị đưa cái này cho hoàng giúp e nhé. Dinh nói tay cậu cầm lên một túi bánh, rửa. Trông em lạ quá. Em vừa chuyển tới thôi. Gương mặt tươi cười của Dinh hướng về căn nhà đối diện. à, Ngọc chỉ là một tiếng rồi đưa tay ra cầm lấy túi bánh trên tay Dinh. Thôi em về à? Em không vào nhà chơi à? Không à? Thôi em về. Ngọc nhìn theo bóng dáng Dinh chạy vội về nhà cô cũng đóng chặt cánh cửa lại rồi bước lên lầu cốc cốc bạn mày kêu tao đưa cho mày nè trong tao giống shipper nhỉ nói xong cô ả bỏ túi bánh trước cửa phòng hoàng cậu mở cửa phòng ra cầm túi bánh lên trong túi có một tờ giấy nhỏ xếp nhỏ gọn cậu mở ra thì thấy trong đấy có ghi nick fb và số điện thoại của vinh hoàng cầm điện thoại vào fb ấn vào tìm kiếm và kết bạn ngay lập tức lời mời đã được chấp nhận số điện thoại cũng đã được lưu vào danh bạ. Túi bánh được Hoàng Trang Trọng đặt vào chiếc tủ lạnh trống rỗng, vì biết đâu sau này cậu ta không còn bên cạnh cậu thì sao? Ngoài trời đổ xuống một cơn mưa ngâu mưa không lớn nhưng khá dày, nhìn lao đi những hạt nước mưa còn động lại trên tóc hướng mắt nhìn về phía tầng 2 của căn nhà đối diện. Đèn vẫn sáng, đã 22 giờ 10 phút rồi cậu ta không tính ngủ hay sao? Cậu mỉm cười có lẽ ngày mai cậu cần hoàng dậy sớm. Nghĩ rồi cậu đặt lưng xuống giường Có lẽ hôm nay mệt quá nên dinh ngủ rất nhanh Cơn mưa ngâu ngày một nặng hạt Hoàng hướng mắt về căn nhà đối diện Thì thấy bên đấy đã tắt đèn Cậu đang dần chìm vào giấc ngủ thì Cậu đi đến một cái giếng rất sâu trong ruộng sau nhà Xung quanh hoàng là những bụi tre dày đặc Trên miệng giếng có sợi dây thòng lọng Tiếng thép ai oán phát ra từ dưới đáy hoàng kéo sợi dây thòng lọng lên Thì thấy cái xác của ai đó đầy dòi bọ một phần sọ bị dở và chân của cô ta rơi ra khỏi thân Tiếng động dưới miệng giếng gian lên Cậu quảng hốt đánh rơi sợi dây thòng lọng bật ngửa ra đất Hoàng lồn cồn bò dậy lòng bàn tay dính đầy đất Cậu ta cúi xuống nhìn vào miệng giếng bên trong chẳng có gì ngoài một màu đen Bỗng có một sinh vật kỳ lạ nhảy ra từ trong đáy xước vào má trái cậu máu cứ thế chảy ra cậu cúi xuống nhìn nó thì hóa ra là một con cá Ánh trăng song vào người nó bỗng trên người nó mọc ra hàng trăm con mắt to nhỏ nhìn tròng trọc về phía cậu. Hoàng tỉnh dậy trên trán cậu lấm tấm mồ hôi. Đó là giấc mơ mà cậu đã mơ gần hai năm nay kể từ ngày mẹ cậu mất. Tiếng xe cổ tấp nập hòa cùng tiếng liếu loa của những chú chim sẻ tạo ra một thứ tạp âm nhưng lại lôi cuốn khó tả dinh tỉnh dậy bởi chung reo của đồng hồ báo thức. Ai năm à, 5 giờ 30 phút mà mọi người đã bận rộn vậy sao? Cậu đứng dậy kéo rèm cửa ra ánh bình minh le lối đón chào ngày mới Dinh tắm rồi thay đồ thật nhanh Cậu dắt xe ra khỏi cửa Bố mẹ con đi học nha Dưới mặt đường là những vũng nước còn động lại sau cơn mưa tối qua Rinh dinh Cô gái hôm qua mở cửa Em gọi Hoàng đi học đó à Dân à Em vào nhà chơi để chị gọi Hoàng ra Cô ta bước lên lầu Cốc cốc hoàng à bạn gọi mày đi học kìa để tôi choàng tóc cái cô ả bước xuống phòng khách ngồi đối diện vinh chiếc giấy body đi đen ôn sát cơ thể cô ta ánh mắt cô nhìn vinh trầm trầm vinh có chút ngại ngùng quay đi chỗ khác em tên gì đấy à à em em tên ngọc vinh có gì mà lấp bấp thế dân không có gì đâu ạ à? thế còn chị chị tên ngọc dân tên chị đẹp thật Thật ra cậu cũng không biết nói gì ngoài thế Tố Ngọc nghe xong cười dịu dàng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về hướng dinh Bác trai và bác gái nhà mình có nhà không à em muốn chào hai bác Bác trai đi công tác rồi ít hôm nữa về Tiếng mở cửa phòng gian lên Tớ đã bảo là không cần chở tớ có thể đi bộ được mà Có sao đâu, nào nhanh lên chúng ta mau đi thôi Hoàng bước dội xuống đi một mạch ra khỏi nhà Vinh chạy theo. Chị ở nhà vui vẻ nhé. Gián vẻ gấp gáp của cậu vô tình xa vào lòng Tố Ngọc. Này Hoàng à có cần vậy không? Sao cậu tốt với tớ thế? Cậu hỏi của Hoàng Kiến Vinh không biết nên trả lời như thế nào. Sau này tớ sẽ nói cho cậu nghe còn hát thì đi học thôi. Cậu nói đi, không lý nào một người hoàn hảo như cậu lại đối tốt với tớ như vậy. Sau này và bây giờ chúng ta sẽ làm bạn thân nhé trước kia ở trường cũ tớ cũng như cậu, tớ cũng muốn có bạn. Câu nói và cách diễn tả đầy cảm xúc của Vinh đã cho Hoàng biết gần cậu là thông điệp một món quà mà vũ trụ gửi đến cho cậu. Xin lỗi nếu tớ làm cậu tổn thương. Không sao từ hát chúng ta là bạn giờ nào đi học thôi. Hai người băng băng trên con đường nhộn nhịp Dinh kể cho Hoàng nghe những câu chuyện thú vị về cuộc sống cậu trên thành phố, gương mặt Hoàng u ám lạ thường. "Đêm qua cậu không ngủ à?" "Đúng rồi." Câu trả lời có chút ngại ngùng của Hoàng làm Dinh cũng thấy bản thân quan tâm quá về cậu ta, Dinh chạy xe vào cổng trường, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào hai người đều được Dinh để ngoài tai, đậu xe vào đúng chỗ Dinh khoác tay lên vai Hoàng hai người cùng đi vào lớp. Hoàng cũng không ngại nguồn dòng tay lên vai Dinh. Sau khi hai người đi Ngọc cứ nghĩ ngợi về Dinh tâm trí cô không thể nào bình thản được có lẽ cô đã rơi vào lưới tình của Dinh sao, cứ mỗi lần. Suy nghĩ về Dinh cô ả lại mỉm cười tủm tỉm. Dì qua, giúp cháu sửa soạn một bộ giấy thật đẹp nhé. Dân cô chủ, kể cũng là từng ngày cô lấy ông vũ xoáng ngôi bà chủ trong nhà thì không ai dám ho một lời, Ông bà nội Hoàng từng rất phản đối nay lại luôn chiều cô hết mực Còn Hoàng dù rất muốn đi nhưng không sao có thể thoát khỏi cái nhà này Ở không yên đi không xong, bà dú qua thì không dám cãi cô một lời Mỗi lần Hoàng phàn nhịn đói thì đến nửa đêm dú đều đem đồ ăn lên cho Hoàng Ngọc bước vào phòng, căn phòng mà ngoài cô ta ra thì không ai được vào Cô khóa trong cửa phòng lại, dán miếng màn đen để lộ Một chiếc hồ cá bên trong không có gì ngoài màu đen ngòm của nước Ngọc cho vào đó một túi lưỡi câu Cô đã ngồi đó lẩm bẩm thứ tiếng gì đó nghe như tiếng Thái Đôi lúc nghe lại không phàn Sau bài chú khó hiểu đó cô cho vào hồ một cái túi đỏ hỏn Rồi rời đi Buổi học hôm đó diễn ra trong vui vẻ không ai bắt nạt hoàng Cậu ta cũng có vẻ lấy lại được thần sắc hơn Cậu cũng cởi mở hơn với dinh họ nói chuyện với nhau khá hợp Này hoàng chị cậu có vẻ không khỏe lắm Sao cơ tớ làm gì có chị Chị Ngọc Á Ngọc là vợ của bố tớ Sao? Dinh tỏa ra bất ngờ rồi im lặng không muốn nói gì thêm Hoàng đáp lại cậu bằng một giọng nói không mấy vui vẻ Tớ không thích cô ta Không sao cậu còn mình mà Sau này cậu sẽ đi làm không còn gặp cô ta nữa Hơn ai hết cậu thông cảm cho Hoàng có lẽ ngày mẹ cậu mất Và ngày cô ta về nhà làm mẹ cậu là hai cuộc mốc tồi tệ lớn nhất trong đời cậu hay là hôm nay mình đi chơi đi Được đó Mà đi đâu mới được Lên cao đẳng Nói xong Vinh lấy ra trong cặp một cái túi màu đỏ Chút ra một sợi dây chuyền Mặt dây được điêu khắc tinh tế đưa cho Hoàng Tặng cậu đó Thôi tớ nghĩ là tớ sẽ không nhận Không sao đâu Tớ thấy cậu có vẻ ngủ Không được ngon nên tặng cậu cái này Nó có công dụng trừ tà ma thôi Vinh dúi vào tay Hoàng Thế tớ cảm ơn nhá Trưa hôm đó Dinh chở Hoàng về nhà. "Cậu sửa soạn đi nha 6 giờ tối nay chúng ta đi." "Ok, bye cậu." Nói xong Hoàng bước vào nhà đóng cửa lại, cậu đeo lên cổ chiếc dây chuyền Dinh đưa, không biết tại sao hôm đó cậu dùng bữa lại cảm thấy rất ngon. 5 giờ chiều hôm đó Hoàng chuẩn bị quần áo xong xuôi 5 giờ 30 phút cậu nháy máy gọi điện cho Dinh. "Dinh à tớ qua nhà cậu đợi cậu được không?" được cậu qua đi Hoàng mở cửa nhà ra vừa bước chân ra khỏi cửa Thì có tiếng nói chanh chua của Ngọc phát ra Đi đâu đấy? Tôi đi đâu thì tới lượt cô kiểm soát à? Ngọc tiến lại rằng Hoàng kê sát miệng vào tai cậu thì thầm Mày không sợ nay lại nhịn cơ mà Tao đang mang thai đấy đừng để tao mách bố mày Là mày cãi lời tao Nhắc nhẹ cho cô biết nhà này đứng tên tôi Nói xong Hoàng đóng cửa rời đi không chút do dự Vừa bước ra đã thấy dinh đợi sẵn Lên thôi Hoàng bước lên xe Này tớ thấy chị ta quá đáng thật Tớ nghĩ là mình không nên quan tâm đến những chuyện còn con ấy Vinh im lặng suy nghĩ Tại sao mỗi lần cậu đến nhà Hoàng mùi quỷ khí lại sọc ra nồng nặc Sống trong một cái nhà như vậy người thường không chừng chỉ thọ khoảng 5 năm Còn người già và trẻ em thì một năm là cùng Mặt hoàng thì lúc nào cũng âm u diền đồng tử có màu đỏ rất trầm có khi nào cậu ta dưỡng quỷ. Còn nữa Ngọc đang có thai mà còn là thai đôi sắc mặt cô ta cũng âm u ngoài ra không có dấu hiệu gì của việc dưỡng quỷ. Vậy tất cả là Hoàng làm sao có phàn tại vì Hoàng ghét Ngọc không? Những người đã từng bắt nạt cậu ta nên cậu ấy mới làm vậy không? Đã dậy nhà còn không thời cúng gì cả. Đúng là tự đẩy mình vào đường chết mà dinh không có ý định sẽ nghi ngờ hoàng nhưng trong cậu ấy rất giống kẻ dưỡng quỷ nếu còn để ngọc trong căn nhà đấy lâu hơn nữa thì sớm muộn gì cô ta cũng sau một hồi đấu tranh với những suy đoán thì cũng đã tới nơi dinh dừng chân ở bờ sông hoàng bước xuống cậu ta đi gần lại bờ sông ngồi thụt xuống nhìn dòng nước đang chảy xiết hoàng đưa ngón tay chạm gần lại mặt sông bỗng có hai đốm đỏ rất nhỏ nó phát sáng tựa như cặp mắt đang nhìn cậu hoàng nhanh chóng rút tay lại nhận ra điều bất ổn dinh tiến lại gần hoàng cậu sao thế mặt hoàng có vẻ hoảng hốt nhìn này có gì sao dinh cúi đầu xuống nhìn thì ngay lập tức có một thứ gì đó phóng dục qua rơi phịch lên nền đất hoàng rất nhanh quay ngoắt đầu qua hướng cái bóng đen nhỏ vừa dột qua ôi trời đây là con cá trên người nó có rất nhiều mắt hình ảnh trong mơ ùa về đây là con cá ăn thịt người trong giấc mơ cậu thấy Dinh nhìn thấy cảnh này choáng đến nỗi không nói ra được lời nào. Ai lại luyện ra được thứ ngải này? Dinh lùi về sau tay cậu mắt vào một nhành cây xước chảy cả máu, tốc độ dãy tiếng về phía Dinh của con cá ngày một nhanh, máu trên tay Dinh rỉ xuống nền đất. Dinh nhanh tay tháo sợi dây chuyền tren e cổ ném về hướng con cá, da thịt nó biến thành cho bụi cơn gió bắt thổi làng khói trở về sông nước mênh mông chỉ còn bộ xương rơi xuống. Chuyện này là sao? gương mặt vừa lo sợ vừa bất ngờ của hoàng đưa vinh về thực tại còn cá đấy là một thứ ngải mà chỉ có những pháp sư có đạo hạnh cao mới luyện được nó là ngải gì đó đúng không đúng tớ đã thấy nó trong giấc mơ của tớ nó đang ăn thịt của một người phụ nữ đã chết dưới cái giếng này cái giếng đó có thật không hoàng nhìn gấp gáp hỏi hoàng có nhưng tớ nghĩ chúng ta nên về ngay bây giờ mai cậu chỉ tớ được không được, nó ở sâu sau nhà tớ Ok, về thôi, mai chúng ta đến đó Được, hai người đi nhanh trên con đường nhộn nhịp tấp nập Dinh vẫn không ngừng suy nghĩ về con cá, hoàng và gia đình cậu ta Rốt cuộc ai là người luyện ngải Vừa về tới nhà Ngọc đã đứng đợi sẵn căn nhà toát ra một mùi tanh của cá pha Với mùi xác chết đang trong giai đoạn phân quỷ Ngọc nhìn Dinh cười Dinh để ý bụng cô ta có thai mà sao không thấy bụng to nhỉ thai được 3 đến 4 rồi mà này em sao đấy? Dạ không sao. Thấy vẻ mặt dinh như đang dè chừng điều gì đó Ngọc có vẻ thiếu tự nhiên. Thôi tớ về đây cậu và chị Ngọc ở lại vui vẻ nhé. Dinh phóng xe như bay, Hoàng vừa quay mặt vào nhà thì Ngọc đã nhanh chóng nắm lấy sợi dây cậu đang đeo trên cổ kéo mạnh xuống, sợi dây đứt ra làm đôi. Này cô làm gì vậy? Cô ả ném sợi dây đã đứt vào người Hoàng đem đi đốt ngay cho tao hoàng cầm lấy bỏ lên phòng chốt cửa lại ngọc đưa tay mình lên nhìn các đầu ngón tay cô chỉ còn lại xương da thịt thì mất hết sáng hôm sau sau khi đi học về hoàng kéo dinh ra sau ruộng rất xa nhà cậu ta ra đến nơi thì chẳng thấy cái giếng đâu đâu giếng đâu tớ không thấy rõ ràng nó ở đây nó đã ở đây rất lâu về trước và hát tớ nghĩ nó vẫn ở đây mà Hoàng và Vinh ngỡ ngàng bật ngửa đặc biệt là Hoàng cậu đã sống ở đây rất lâu. Hai đứa bay đang làm gì ở đây vậy? Bác hai làm rẫy từ ruộng bước ra hỏi hai người. Hoàng múa tay múa chân chỉ trỏ về hướng nơi đã tồn tại trước kia nói. Cái giếng, cái giếng ở đây đâu rồi bác? Trước đây khoảng một năm rưỡi thì người ta đã lắp lại rồi. Bây biết sao không, gà dịch của người dân sống gần đây cứ nhảy vào đó mà biến mất chúng biến mất thật mày à có lần đàn gà của bác đang đi khiến ăn thì bỗng dưng chúng bay lên đứng trên miệng giếng rồi nhảy xuống bác chạy tới thì chúng mất tâm luôn nhanh vậy à bác mới chớp mắt chạy lại nó đã mất tâm rồi sao vinh nhìn bác hai hỏi tao nhớ lúc tao nhìn xuống đó thì thấy tao thấy có cả bầy cá dân ở đây cũng thấy thế có người nói đám cá đó là quỷ rồi mời thầy pháp về trừ tà Tụi tao cũng chỉ biết tin theo thôi để ổng mời về chứ có ai trong sớm biết cái gì đâu Ai nói gì có lý thì làm theo thôi Ngày cuối trước khi mời thầy Pháp thì con bé cháu bà Tư chạy đi chơi đến tối không thấy về cả xóm tủa ra tìm mãi đến một giờ sáng chẳng ai thấy Thế là nơi cuối cùng chỉ còn cái giếng là chưa tìm soi đèn xuống dưới chỉ là thấy cái tay của con bé nổi lên thôi bầy cá thì chẳng thấy đâu Cái tay có đeo cái dòng nên nhìn là biết à Dinh và Hoàng như bị cuốn vào câu chuyện của bác hai Ghê vậy sao bác Mặt Hoàng tái nhợ nhìn vào nơi cái giếng đã bị lấp Thôi bay về đi giờ này tối rồi 6 giờ giờ rồi còn gì Dinh ngước mặt lên thì trời tối hù Hai người đứng lên cúi đầu chào bác hai rồi lận lẽ bước đi về hướng nhà Hoàng Trời bắt đầu đổ mưa ngâu Hoàng lấy trong túi áo ra cái đèn tinh Tớ biết chúng ta sẽ về trễ nên đã mang theo nó Hoàng A à cậu lạnh Không, vậy hôm nay chúng ta ra đây cũng chẳng được gì Không sao đâu Mà cậu tìm hiểu nó để làm gì Đây không phải là thời điểm để tớ nói cho cậu biết sau này tớ sẽ nói Ồ, Vinh đi phía trước vừa đi vừa nói chuyện với Hoàng Cậu bước lên cây cầu gỗ phía dưới là mương dẫn nước khá lớn Bỗng cậu ta xoay người về phía sau đưa tay ra ngõ ý nắm tay Hoàng Hoàng đưa tay mình lên nắm tay Vinh bước về phía trước Hai người cứ thế mà bước đi họ không biết rằng phía dưới cái mương có hàng trăm con mắt đang nhìn trầm trầm vào họ. Về đến nhà Hoàng cũng đã 7 giờ tối, Vinh tạm biệt Hoàng rồi bước về nhà mình, tay cậu đặt lên tay nắm cửa, nhưng Vinh cảm thấy có điều gì đó không lành. Cậu chạy về hướng nhà Hoàng hết bấm chuông rồi lại đập cửa. Chào em em sao vậy? Em muốn gặp Hoàng được không à? Được e lên lầu ấy, Nói xong Ngọc bước vào nhà trong cô không biết rằng quyết định của mình người hôn ấy là sai lầm. Dinh tức tốc chạy lên phòng Hoàng vừa lúc cậu ta vừa bước ra. Thấy Hoàng đang cầm trên tay cái bánh cậu giật lấy rồi trước mặt cậu bẻ ra làm đôi cái lưỡi câu từ trong chiếc bánh rơi xuống trước sự chứng kiến của Hoàng và Dinh. Hoàng thốt lên. Trời ơi! Bé thôi cậu muốn chết cả hai à chuyện này chúng ta điều tra sao? Ai đưa cậu vậy? Ngọc! Cô ta nói coi ta đích thân làm nhỏ thôi cậu đừng đến ai biết kể cả ngọc cô ta đang yểm bùa cậu đấy khi nào cảm thấy đó là thời điểm thích hợp tớ sẽ nói cho cậu nghe nói xong vinh rời đi không quên đóng cửa nhà lại cho hoàng vậy là giờ không còn gì để trối cãi nữa thứ bùa đó thuộc sở hữu của ngọc vinh chỉ là đang tự thất mất cô ta tìm đâu ra ông thầy cao tay dậy chứ về đến nhà vinh thay dội quần áo rồi lên phòng lật tìm những loại bùa ngải nhưng tìm mãi mà chẳng thấy loại bùa mà Ngọc đang dùng, cậu chỉ nhớ là mình đã từng nghe qua nó. Sau một hồi tìm kiếm từ sách cổ đến mạng xã hội Google thì kết quả bằng không, Dinh cũng hết sức rồi nên nằm xuống ngủ vừa nhắm mắt thì cậu mơ thấy Ngọc, cô ả ghé sát vào tai Dinh nói điều gì đó mà cậu không nghe rõ, Dinh cảm thấy có rất nhiều nước ở dưới chân, nước dâng cao dâng lên tận đầu gối. Cậu cúi xuống nhìn thì chỉ thấy nước đen ngòm khố nhìn đến độ nào cũng không thấy gì cả chỉ thấy một màu đen Thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ người ngọc một cái ánh sáng xanh xám kỳ lạ Mắt dinh dần dần thích nghi với bóng tối trước mặt cậu thấy ngọc một cách rõ ràng Cô ả mọc ra một đôi tai thủy quái chân cũng biến thành đuôi Mặt trong hốc hát đến kỳ dị Ngọc bơi lại rằng dinh Chân cậu không sao chạy được Miệng cũng không nói được Ngọc ôm cậu từ phía sau Dinh tỉnh dậy mồ hôi chảy đầm đìa cậu thức đến 2 giờ sáng thì mới thiếp đi được. Sáng hôm ấy vẫn như mọi ngày cậu vẫn chở Hoàng đến trường, trong giờ sinh cậu vô tình làm xước ngón tay trỏ. Vết xước khá sâu khiến Hoàng Hoàng đưa cậu đến phòng y tế. Hôm đấy sau khi về đến nhà Hoàng sát quẩn lại vết thương cho Vinh sau đó thì ai về nhà nấy. Hoàng bước lên lầu đi đến cuối dãy mở cửa sổ ra hóng mát, từng đợt gió bắt thổi hắt vào mặt. Cạch, tiếng cửa gỗ da vào khung cửa gian lên. Đây chẳng hoàn là căn phòng mà Ngọc cấm mọi người vào đây, sao kể cả bố cậu cũng không được vào. Sau hôm nay lại không chốt lại. Hoàng cầm tay nắm cửa mở nhẹ ra. Không có ai trong căn phòng trống trơ, chẳng có ai đập vào mắt cậu là cái hồ cá lớn chất hoàn lớn bằng hai sải tay cậu. Nước trong đấy đen kịch. Căn phòng vừa bước vào đã thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Hồ cá được kê trên cái bàn gỗ khá lớn cạnh hồ có thêm chiếc đĩa được che dải đen. Hoàng dán miếng giải lên thứ đập vào mắt cậu e là cả đời cậu cũng chẳng thể quên được. Bên trong đĩa là phần thân trên của một đứa trẻ sơ sinh tầm 2 tháng tuổi đầu đứa bé nghiêng qua trái hai tay để sát mặt trông như đang ngủ máu ở phần lòng đĩa dông đặt lại. Hoàng tự nhủ đồ giả thôi, chỉ là hàng phết ngón tay cậu dần đặt lên người của đứa trẻ. Nó mềm như da thịt người sống dậy, cái sinh vật trong hồ cử động mạnh mẽ mặt nước đang lặng bỗng dưng cuốn thành từng đợt sóng nhỏ rồi mạnh dần. Thôi chết chất đây là thức ăn của nó Quang đầy dội tấm giải đen lên chiếc đĩa rồi đóng cửa lại bước dội đi Cậu chạy về phòng mình lục lọi ra một cái camera ẩn mini kết nối với điện thoại mà cậu đã mua vài tháng trước Cậu đi dội ra khỏi phòng ngoái lại đằng sau nhìn giống như đang lo sợ điều gì đó Quang lấp cái camera nhỏ xíu lên góc trái phòng nơi có thể nhìn thấy được hành động cử chỉ của Ngọc một cách Rõ nhất sau khi kết nối mọi thứ xong xuôi Hoàng bước ra phòng khóa cửa lại như không có chuyện gì xảy ra. Sau một hồi theo dõi camera thì không thấy Ngọc cũng chẳng thấy động tĩnh gì thì bỗng trong màn hình camera cửa phòng bỗng dưng mở ra, cô ta khóa cửa lại rồi bước đến chiếc hồ dán tấm vải đen lên, Ả à ta xách tay phần thân trên của đứa trẻ để nhẹ vào hồ con vật bên trong hồ có vẻ rất thích thú với món ăn này, nó đồng đậy mạnh đến độ nước văng cả ra ngoài cô ả quỳ gối xuống cứ như thể rất cung phụng thứ sinh vật kỳ lạ kia khoảng 30 phút sau cô ta cũng bước ra ngoài khóa cửa cẩn thận. Hoàng nhanh chóng lưu lại đoạn camera vừa nãy vào máy. Mặc dù Hoàng không biết Vinh có phép thuật gì nhưng cậu tin rằng Vinh là người duy nhất cứu được cậu trong thời điểm này. Hôm đó như đã hẹn Vinh sang nhà Hoàng nói chuyện, Hoàng cẩn thận khóa cửa phòng lại rồi đưa cho Vinh xem đoạn camera sáng nay. Biểu cảm của Vinh gần như là không sao tả được cậu ta chỉ nhìn Hoàng sao cậu có được cái này hoàng nhún vai rồi trả lời vinh tớ vô tình thấy cửa phòng mở rồi bước vào thôi vinh lắc đầu cậu gan đấy vào đó rồi mà cậu có thể bình thường đi ra thì đúng là kỳ tích hoàng trưng ra cái mặt khó hiểu ý cậu là sao vào đấy hao hụt dương khí khá nhiều không tớ vào đấy bình thường cậu biết con vật trong cái hồ đó là gì không không nhưng thiết nghĩ thì nó là loại ngải nào đó có thể gì sống ở dưới nước thôi. Đoạn camera khá mờ, Hoàng nhìn Vinh bằng ánh mắt như tra hỏi. "Này Vinh, cậu thấy rõ cô ta cho con quái kia ăn cái gì không?" Vinh chỉ lắc đầu tỏ vẻ không hiểu rồi nhìn Hoàng. "Phần thân trên của một đứa bé sơ sinh." Giọng Hoàng vô hồn như xoáy vào tim Vinh. "Nó ăn trẻ sơ sinh sao?" thế thì có lẽ cô ta đang chuẩn bị cho một kế hoạch khá lớn kế hoạch gì cơ một cái gì đó mang tầm thay đổi rất lớn thiệt hại của nó tớ không biết sau này cậu sẽ ra sao nữa hoàng rất thất mất có cậu luôn dè chừng với ngọc luôn trốn tránh cô ta nhưng có bao giờ ngọc để cậu im đâu làm sao cậu biết được vinh nhìn về hướng cánh cửa phòng đã đóng miệng không nói nên lời nếu dùng từ để nói về ngải thì nuôi ngải cũng được gọi là nghệ thuật. Người nuôi được học các cách nuôi, hoàng làm sao cho ngải nghe lời không phản chủ. Bình thường ngải có thể được cậu cho ăn gà sống thịt sống, nhưng đến khi cậu cần đến nó thì hoàng cho nó ăn ngon. Sau khi ăn xong nó sẽ làm theo bất cứ thứ gì cậu đề nghị. Có loại cậu có thể chuyển về loại thức ăn thường ngày cho nó ăn cũng có loại ngải mà thức ăn chỉ có thể tăng chứ không được giảm nghĩa là hôm nay cậu cho nó ăn thịt người thì ngày mai chỉ có thể là thịt người không được cho ăn cá hay loại thức ăn tầm thường nào khác nghe xong những lời dinh nói hoàng như chết lặng cậu ta cũng không còn nói được điều gì dinh nói tiếp ngại có loại tốt loại xấu quan trọng là cậu dùng nó vào mục đích gì nhưng một khi đã nuôi nó rồi cậu không thể quay đầu được chỉ có thể tiến tới công dụng của ngải có nhiều lắm phổ biến là làm cho một thứ theo ý muốn của mình nguy hiểm nhất là khi ngải và người nuôi nó là một tớ không biết ngọc đang ở cảnh giới nào riêng cái nhìn của tớ thì chỉ thấy cô ta không phàn là dạng tầm thường hoàng một lần nữa sốc hơn vậy là có thể tớ đã đúng bố tớ chỉ đang nghe theo lời con ngải kia mẹ tớ là do cô ta sai khiến con ngải kia giết vinh nhìn hoàng vậy cậu biết thứ cô ta muốn là gì không Câu hỏi đánh bay dòng suy nghĩ của cậu lúc bấy giờ Không, điều tớ cần biết bây giờ là cô tại sao cô ấy lại đâm đầu vào gia đình tớ mà hại thôi Chắc là cô Phàng có lý do gì đó cô ấy mới làm vậy Tớ không biết cái đó tớ sẽ cố gắng tìm ra nhanh nhất có thể Cậu giúp tớ được chứ Tất nhiên tớ sẽ giúp cậu bằng mọi giá Hoàng dường như nhớ ra điều gì đó Cậu quay mặt lên nhìn Vinh Điều cậu muốn nói với tớ là gì vậy? Vinh kể ra những gì mình đã mơ thấy cho Hoàng nghe Hoàng chỉ đáp lại cậu Trong cậu tả cô ta giống người cao quá nhỉ Tớ nghĩ cô ta đang ám chỉ cái gì đó Ám chỉ cái gì thì tớ không cần biết Tớ thấy giấc mơ kỳ lạ nên chỉ muốn kể cho cậu nghe về tham khảo thôi Cậu nhớ là Hoàng coi chừng những gì xung quanh nhé tớ về đây Hy vọng sẽ có cách giải cứu cậu Ừ cậu về đi Dinh vừa gật đầu vừa dúi vào tay Hoàng một quyển kinh Hy vọng đêm nay cậu bình an tớ về đây Không cần tiễn đâu Bên ngoài âm khí nặng lắm Cậu đọc cái này đi nó sẽ giúp cậu Dinh quay mặt bước về phía trước cậu mở cửa phòng ra bước ra ngoài rồi đóng lại Vừa quay mặt về phía sau thì Ngọc đã đứng đó từ bao giờ Cô thổi vào mặt Dinh một luồng khói Cô nắm tay cậu đi Ánh mắt Dinh thất thần nhìn Ngọc Cô ả dắt cậu vào một căn phòng Ngọc khóa cửa phòng lại ánh mắt cô nhìn dinh đắm đuối Ngọc ngồi lên giường người cô chỉ mặc một bộ giấy ngủ mỏng Chỉ thấy dinh nhìn cô nghiêng đầu rồi tiến lại gần hơn Tay Ngọc ra hiệu cho dinh tiến lại gần hơn Dinh nắm tay kéo mạnh Ngọc áp sát vào tường một cách dứt khoát rồi hôn cô Môi Dinh chạm đến đâu da thịt Ngọc tan thành tro bụi đến đây Cô đẩy Dinh ra Những vết thương của cô nhanh chóng lành lại Cậu như con rối của Ngọc tay cô làm hành động tháo dòng cổ Dinh nháp lại y hệt chiếc vòng được cậu để trên bàn Ngọc chủ động đến gần Vinh hơn cô câu cổ Vinh Vinh đẩy Ngọc xuống xét chiếc giấy mỏng manh cô đang mặc Vinh đưa lưỡi từ cổ đến ngực Ngọc phát ra những tiếng rên kẻ vẻ mặt cậu cứ như không có hứng thú và cách Vinh làm cho biết rằng cậu cũng không có kinh nghiệm trong việc này bên ngoài đám họa từ đâu đậu kính trên ban công cửa sổ nó kêu lên một cách ai oán nhưng hai người có vẻ không mấy quan tâm tay dinh chạm nhẹ vào đùi ngọc di chuyển chậm dần vào hướng sao 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 rồi cho tay vào trong tiếng rên khẽ của ngọc lớn dần môi dinh ghé sát vào môi ả phía bên này hoàng đang đọc những từ đầu tiên của quyển kinh cái này khó đọc thế đó là tiếng việt nhưng từng chữ rời rạc không liên quan gì đến nhau hoàng đọc lớn những từ đầu tiên người cậu bỗng nhẹ bớt đi phần nào những suy tư đã có từ bấy lâu cậu vẫn còn lắp bắp nhưng vẫn cố đọc hoàng mỉm cười tự nhủ dễ thế nhỉ Dinh bỗng dưng bừng tỉnh ngồi dậy Cậu dụi mắt để tỉnh táo hơn Vừa đưa tay ra thì thấy Ngọc đang nằm trước mặt Không mảnh giải che thân Dinh ngại ngùng quay đi Trước khi đi cậu còn lấy theo lá bùa của mình Rồi để lại một câu nói Xin lỗi chị mặc đồ vào đi Nhìn phản cảm quá Tiếng bước chân dinh gian cả hành lang Cậu đi ngang phòng hoàng Tiếng hoàng đọc chú gian lên đôi lúc Cậu ta lại cười hô hố vì mình đọc sai Rồi đọc lại Dinh về nhà trong sự trống rỗng Thật sự Dinh không biết mình đã làm gì trong những giây phút mộng mị đó Cả đêm cậu trầm trọc không thể nào nhắm mắt được Trở về với Ngọc cô ta như tức điên lên sự tức giận không kìm lại được cộng thể cơn đau đầu từ nãy giờ làm cô gầm lên một tiếng lớn Lũ quả bên ngoài bay tán loạn rồi đậu lên các ngạch cửa sổ Cô mở cửa số ra thét lớn Biến đi Rồi tiện tay bắt lấy một con quả chọi mạnh vào tường Máu nó bắn ra xung quanh chảy dài xuống sàn nhà con quạ rơi xuống nằm thoi thóp. Lũ quạ ngoài cửa thấy thế thì rời đi, ánh trăng ngày rằm soi vào người cô, da thịt ngọc cảm nhận được sự nóng chảy như đang bị thiêu đốt. Cô ả dội đóng rèm lại rồi bước lên giường tắt hết đèn, mùi máu tanh của con quạ ban nảy sọc vào mũi cô, trong cái bóng tối mù mờ. Thứ duy nhất phát sáng lúc này là ánh sáng yếu ớt của bóng trăng xuyên qua rèm cửa gọi vào, ngọc đang ăn con quạ còn sống hoàng cuối cùng cũng đã đọc xong quyển chú mà vinh đưa cậu mệt mỏi nằm xuống nhắm mắt lại vào ngủ đó là giấc ngủ ngon nhất mà suốt hai năm qua chưa một lần nào cậu có được sáng hôm sau vinh chở hoàng đến trường suốt quãng đường đi không ai nói với ai lời nào cho đến khi cậu giấu tớ cái gì hả Dinh nói trong lo sợ cậu lo là hoàng sẽ biết những chuyện tối qua đâu có đâu chỉ là hôm nay tớ cảm thấy không được khỏe nên mới không nói Cậu đã đã sát khuất vết thương chưa? Rồi, Vinh trả lời cho có rồi im lặng vào đến lớp cậu cũng chẳng mở miệng ra nói lời nào. Buổi học hôm đó diễn trong vắng lặng. Mọi ngày cậu ta nói như sáo mà bây giờ tự nhiên không nói với cậu lấy một lời hỏi sao hoàng không có cảm giác trống vắng. Từ ngày có Vinh không còn ai bắt nạt cậu nữa mọi người lại quay sang chơi với cậu nhiều hơn làm cho cậu thấy lòng người thật khó đoán. Cậu không dám quá thân với ai ngoài Vinh. Hoàng cậu nhìn giúp tớ xem, thấy dinh che chỗ vết thương hôm qua lại làm hoàng lo lắng sao thế cậu kéo tay còn lại của dinh ra thì thấy chỗ vết thương được cậu ta vẽ lên cái mặt cười hoàng thở phào nhẹ nhõm trời đất ơi làm người ta tưởng cái gì ghê gớm lắm dinh ôm hoàng cười hô hố cậu lo hả hoàng ngãi đỏ mặt rồi cũng cười phá lên bỏ cái tay ra coi tự nhiên ôm thấy gớm quá à Chiều hôm đó khi về đến nhà Hoàng chào tạm biệt Vinh, cậu ta tươi cười trở về nhà. Vừa bước lên phòng nhìn về hướng nhà Hoàng thì gia vào cậu là bên trong cái cửa sổ ở tầng trên có một ánh mắt hằng học đang nhìn cậu. Hôm đó Hoàng trở về nhà trong sự mệt mỏi mọi thứ như trở về nhịp sống bình thường, cậu ngồi hóng mát ngoài ban công, rất nhanh chóng màn đêm đã buông xuống. Còn đường vắng tiêu điều hòa dưới cái lạnh của gió bắc khiến hoàng khẽ rùng mình ánh đèn vàng của những căn nhà xung quanh và đèn đường khiến cậu cảm thấy ấm áp mà lại lạnh lẽo đến lạ thường. Tiếng chiếc muỗng gia tí tách vào tách trà, tiếng nhạc violon lông, làm hoàng như quên đi những thứ xung quanh, trăng soi vào mặt nước của tách trà phản chiếu vào mặt hoàng. Dưới lề đường bóng ai đó được kéo dài lê thê, hoàng dõi theo cô ta cho đến khi bóng cô khuất xa dần, cậu khẽ rung người, Giờ này rồi cô ấy còn đi lại ngoài đường một mình sao Cậu bước ra hành làng rồi đi xuống lầu mở cửa nhà ra nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó Trời đổ mưa, cơn mưa hạt nhất của những ngày vừa qua Bột Tiếng động gì đó rất lớn ở phía sau nhà Sợ là có trộn hoàng chỉ cầm mỗi cây quốc ra phía hơn Hơi đất hòa lẫn với nước mưa tạo nên một mùi nồng nồng khó tả Hoàng đi đến nơi thì chẳng thấy gì trước mắt cậu là một cách đồng dài bất tận nhưng sẵn sàng nuốt chửng ai bước đến gần nó. Ngoài bóng đêm mịt mù ra thì chẳng có một ai Hoàng bước vào nhà khóa cửa chặt rồi chở lên phòng đặt lưng xuống. Tay cậu ta cầm quyển lăng nghiêm dẫn như hôm qua, tiếng cậu đọc không to chỉ vừa đủ nghe. Ngọc lại lên cơn nhức đầu, cơ thể ngứa đến khó chịu, Hoàng vẫn đọc điều điều. Đầu ngọc nhất như sắp nổ tung cho đến khi hoàng đọc hết quyển chú thì ngọc mới cảm thấy đỡ lại Cậu nhắm mắt rồi chìm sâu vào giấc ngủ Ánh đèn vàng vẫn còn mở dinh vẫn đang suy nghĩ về những việc ngày hôm qua Rốt cuộc ngải ngọc nuôi là gì Từ ngày chuyển về đấy đêm nào đối với dinh cũng là một đêm dài Cậu đưa mắt nhìn vào tấm kính cửa sổ vẫn còn mờ hờ một cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn về hướng cậu gió lạnh từ đâu lùa vào phòng. Dường như nó không thể đông cứng cơn sợ hãi trong người cậu lúc bấy giờ Tiếng mưa rì rào Hất vào mái tóc vốn đã bết của con quỷ trước mặt Mái tóc ướt đẫm nước mưa nhỏ từng giọt xuống nền gạch khoảnh khắc ấy như dừng lại Mắt dinh nhìn vật thể lạ trước mặt không rời Cậu không có sức để chạy tay chân cũng không cử động được Thứ trước mặt cậu mở cánh cửa sổ lớn ra rồi bước từng bước chậm rãi đến gần cậu Tay nó có ý định chạm vào người dinh nhưng không hiểu tại sao lại vô thức ruột tay lại Bỗng dưng nó quá thành làn khói đen bay ra hướng cửa sổ Dinh mở mắt dậy Chỉ là mơ thôi sao Cậu ngồi dậy bước ra khỏi giường dưới chân cậu là một dũng nước khác lớn như ai Vừa bị ướt mưa đã từng đứng tại đây Cậu ta thoáng bàn hoàng Là thật sao Dinh lao nhanh dũng nước rồi trở lại giường Cửa sổ vẫn đóng im liềm cậu cố đưa mình vào giấc ngủ thì 1,2,3 Giọt nước rơi vào mặt Dinh kèm theo hơi thở lạnh lẽo của ai đó dinh mở mắt từ từ chậm rãi nhìn về hướng trần nhà thứ cậu thấy không phàn trần nhà mà là ngọc với bộ dạng người cá cậu gặp trong mơ cô ta đưa gương mặt đáng sợ của mình về hướng dinh a à, tạch đèn sáng con sao vậy bố mẹ cậu chạy lên phòng trẻ mặt hớt hoàng con không sao chỉ là ác mộng thôi an ủi dinh thêm chút nữa thì bố và mẹ cậu cũng trở về phòng làm sao để có thể là ác mộng được ngay cả lúc thấy cô ta cậu vẫn còn tỉnh táo mà Ngồi trên chiếc giường xung quanh dinh mà một bóng tối mụ mị Thà là một màu đen chứ mọi thứ xung quanh cứ mờ ảo thế này thì dù là bình thường như cái áo cũng rất đáng sợ Dinh bước đến gần một chiếc tủ nhỏ rồi mở nó ra cậu lấy một viên thuốc ngủ Bỏ vào miệng rồi uống Hiệu quả Hoàng nói là nhanh thật mới khoảng 10 phút Dinh đã không mở nổi mắt Buổi sáng hôm sau Vinh và Hoàng không có tiếc toàn bộ chuyển sang buổi trưa. Cộc cộc, bố Vinh ra mở cửa. Chào hai bác con biếu hai bác à. Hoàng đưa đĩa bánh bằng hai tay. Con là ai đấy? Bác trai không dội lấy ngay mà hỏi lại Hoàng. Con là Hoàng Hoàng nhà đối diện, hai bác nhận cho con vui à. Con là bạn của Vinh đúng không? Dân, qua đây là bác mừng rồi còn quà cáp làm gì? Thôi con vào nhà ngồi chơi để bác lên gọi dinh xuống Bác gái dắt tay Hoàng vào phòng khách Ở đây bác lấy nước cho Không đâu à Không cái gì để bác lấy nước cho cháu Dinh bước xuống lầu Cậu đến hồi nào đấy Tớ mới đến thôi Giải toán với tớ không Ok Từ hôm đó đến giờ Ngọc luôn ôm trong mình nổi Tức giận Mọi việc của cô đều không như ý muốn tại sao đã cố gắng đến mức đó rồi mà mọi thứ vẫn tệ cô ả bước vào căn phòng đóng cửa lại rồi như đang nói chuyện với ai đó tao đã cố gắng tìm ra thứ mày muốn một đứa trẻ mày biết phàn tốn bao nhiêu tiền không xung quanh phòng tứ bề gian lên tiếng nói như từ cõi âm vọng về tao có nói là tao cần một đứa trẻ sơ sinh đâu cái tao cần là một đứa trẻ còn trong bụng mẹ sức tao không đủ để chơi với thằng vinh mày có thể tìm một bào thai về đây và có thằng đấy hoặc là không có gì và mày chẳng có nó mày ác vừa thôi sao mày đang hại người khác đấy chỉ là tao không biết phàn tìm nó ở đâu thôi mày là thật cái thằng già này mày cũng muốn có hát lại muốn có thằng khác rốt cuộc mày thích đứa nào thằng già này thì để tao lấy hết cổ phần nhà nó thôi chứ thích gì mày đừng quên thằng vinh có gì nó có thể xử lý mày ngay nếu nó cảm thấy mày không ổn hoặc nó nhận ra mày dưỡng quỷ ai lại đi thích kẻ thù chứ đúng là ngu ngục mà đó là việc của tao mày chỉ cần nhớ tao là mày mày là tao có biến mất đồng nghĩa với việc mày cũng bốc hơi vậy thôi ngọc không nói gì đổ cá đĩa thịt bò sống vào rồi lại ngồi xuống lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng ngồi cả tiếng rồi thì cô đứng dậy rồi đi cửa phòng đã đóng chặt Cùng lúc Hoàng bước vào nhà cậu đóng cửa lại rồi đi vào phòng khoảnh khắc Hoàng lướt qua Ngọc cậu cảm giác thật kinh tởm Ngọc không quên lờm Hoàng một cái Hoàng bước vào phòng mở điện thoại lên xem camera Màn hình tối thui Hết tin rồi sao? Cậu mở cửa phòng ra chạy xuống bếp Dú Hoa ơi! Gương mặt phúc hậu của Dú Hoa quay sang nhìn cậu khiến cậu cảm thấy ấm áp từ ngày mẹ cậu ra đi thì cậu xem vú hoa như mẹ mình dù sao Dú cũng đã chăm sóc cậu từ khi cậu còn rất nhỏ vì vậy con Dú có chìa khóa phòng giải cuối lầu không vú hoa tròn mắt nhìn hoàng dại dột quá cô ngọc đã cấm lên đấy rồi mà không được không được đâu con về phòng đi dạ hoàng quay mặt bước về phía phòng mình trong lòng cậu tin chắc là Dú hoa có giữ chìa khóa Thay vì quay lại phòng hoàng lại rẽ đến trước cửa phòng vú Cuộc đấu tranh tư tưởng bắt đầu Một là không vào hai là hoàng vào Tạch Tiếng mở khóa cửa phòng gian lên hoàng chạy như bay vào phòng vú qua Đi đến cái móc treo tường cầm chùm chìa khóa rồi chạy dèo ra ngoài đóng cửa lại Động tác nhanh như một siêu trộn Cũng đúng thôi cái nhà này có tối đen như mực thì hoàng vẫn thuần thuật từng đường đi nước bước Vì cậu đã sống ở đây rất lâu Cái chùm chìa khóa khá nặng Hoàng lên đến cân phòng cuối cùng rồi tra từng chìa vào ổ khóa. Đã 15 phút chìa khóa cũng đã tra vào một cách cẩn thận từng chìa mất chẳng có cái nào khớp với ổ cả. Hoàng vội vàng xuống lầu trả chùm chìa khóa về đúng chỗ cho vú qua. Rồi đến trước cửa phòng ngọc tay Hoàng đặt lên tay nắm cửa. Tiếc là nó đã được khóa trong. Tối hôm đó cậu lôi từ đâu ra được bộ dụng cụ bẻ khóa 30P 30 phút đồng hồ mồ hôi Hoàng đầm đìa ánh sáng từ màn hình điện thoại không thể soi rõ cho Hoàng lúc này. Cậu không dám bật đèn không giờ rồi bình thường giờ này ai cũng đã ngủ hết rồi. Đại khái là cậu cũng không biết khi cậu bật đèn lên nhờ ai còn thức và bước ra đây thì sao? Cậu ngồi bệt xuống lau đi những giọt mồ hôi. Được rồi đây sẽ là lần cuối không được thì mình đi ngủ. Chiếc kẽm được đưa vào ổ cắm chìa khóa, Gương mặt Hoàng mừng rỡ rồi bước vào trong mở đèn lên không quên đóng cửa phòng lại Cái cảnh tượng lạnh lẽo, mùi ẩm mốc sọc lên Hòa lẫn với mùi máu tanh không biết từ đâu sọc vào mũi Hoàng Khiến cậu muốn ngừng thở Hoàng dội bước đến gần cái camera Thay dội cục tinh rồi đi ra ngoài giây phút Hoàng bước ra khỏi phòng có bàn tay từ phía sàn nhà ngoi lên cố nắm lấy chân Hoàng Trở lại phòng với sự mệt mỏi Hoàng chui đầu vào phòng tắm ngay khởi động dòi sen Cậu nghe tiếng nước chảy Dòng nước ấm chảy lên tóc, mặt Hoàng nhắm mắt để tránh nước chảy vào mắt Bỗng cậu nghe thấy tiếng rạn nước Hoàng mở mắt hướng về phía âm thanh phát ra thì Chiếc gương dở tung cứ như một vụ nổ dậy Các mảnh thủy tinh bắn khắp nơi Và vô tình cậu đã là mục tiêu của chúng Máu từ mắt hoàng của Hoàng chảy ra rất nhiều Cậu chọn cách im lặng cắn chặt môi dội mặc đồ vào Bước từng bước ra ngoài Hoàng bước tới đâu máu nhỏ xuống sàn nhà đến đấy cậu ngồi xuống giường lấy chiếc gương ra xem Mắt cậu có một vết xước rất sâu tưởng chừng nó sẽ chẳng bao giờ lành lại Cậu cứ ngồi đó nhìn mình trong gương ánh mắt thất thần Cơn đau đi đến một cách chậm rãi Gương mặt hoàng dính đầy máu Máu chảy xuống chiếc áo âu giờ sai trắng của cậu Cậu ngồi đấy cho đến khi cảm nhận được sự đau đớn lan tỏa dần dần trong cơ thể Hoàng bắt đầu chóng mặt buồn nôn Bụng cậu rất đau cứ như có hàng trăm con dao đang cố gắng đâm thủng dạ dày của cậu vậy Cảm thấy không chịu nổi nữa, Hoàng nôn ra, thứ cậu nôn ra chỉ là máu và rất nhiều lưỡi câu, cậu ngã xuống, cơn đau khiến Hoàng không nhịn nổi mà bật khóc, người cậu xuất hiện những cái lỗ nhỏ từ trong đó chòi lên những cái lưỡi câu sắc nhọn. Thật tiếc giá như cậu biết điều này sớm hơn, đúng là thời tới thì có cản cũng không kịp mà, cậu biết sức mình có hạn, chắc là chỉ trong vài phút nữa thôi cậu đã không còn sống trên đời này nữa, sự mù mờ của ánh mắt cậu hướng về cửa phòng bóng dáng mẹ tiến lại gần hoàng mẹ ngồi xuống vuốt mái tóc dính đầy máu nước mắt bà rơi lên những vết thương hằn sâu trên gương mặt cậu hoàng nằm đấy mẹ cậu cũng ngồi bên cạnh cậu hai người chỉ nhìn nhau khóc chẳng nói lời nào cho đến khi cậu đưa mình vào giấc ngủ có lẽ đó sẽ là giấc ngủ dài hồn ma của mẹ tan ra thành một làn khói cửa sổ bỗng dưng mở ra đàn quạ ở bên ngoài bay vào chúng đứng xung quanh cái xác của hoàng chúng chỉ đứng đó thành một vòng tròn rồi nhìn hoàng Cơn mưa như trút xuống mặt đường nước dâng cao lên đến đầu gối dưới cái bóng đèn đường hắt hiu. Có những đốm đen ở hướng rất xa đang tiến lại gần. Đàn cá màu đen với những chiếc răng nham nhở bơi đến trước cửa nhà hoàng. Chúng tập trung ở dưới ánh đèn gần đây. Trong cơn mưa lạnh lẽo một con quạ bay lướt qua mặt nước móng vuốt nó giữ chặt một con cá những đôi mắt xung quanh cơ thể nó không ngừng chót. Con quạ đậu lên một cái nóc nhà bộ lông đen quyền của nó ướt đẫm, nó thả con cá xuống mổ vào từng con mắt trên người cá rồi dứt cái xác xuống mặt nước lạnh lẽo. Máu tanh lan ra, hàng chục con cá khác nhanh chóng bơi lại xé con cá đã chết. Những con quạ đậu ở ban công và cửa sổ nhà dinh, cậu ta đóng cửa phòng lại cố gắng dọ cho lũ quạ bay đi nhưng chúng cứ ở lì ở đấy. Chúng nó liên tục dùng mỏ mổ vào cửa sổ, số còn lại thì cắt lên tiếng kêu khủng khiếp của mình. Dinh cũng hết cách có lẽ đêm nay sẽ lại là một đêm dài. Sáng hôm sau cơn mưa vẫn không tạnh Vinh dắt chiếc xe ra ngoài rồi như thường lệ đến nhà gọi Hoàng Cơn buồn ngủ trong cậu như tăng lên lũ quả đã làm phiền Vinh cả đêm Cốc cốc, Ngọc mở cánh cửa ra dẫn ánh mắt dịu dàng nhìn Vinh Cái ánh mắt mà Vinh có muốn né đi cũng không được Dù cậu có ở nhà hay ở trường thì vẫn luôn cảm thấy như có ai đó dùng cái ánh mắt ấy nhìn mình Chào chị, không để Vinh nói thêm lời nào Ngọc đã nhảy ngay vào mồm Ngày hôm qua Hoàng cùng bố chuyển đến nơi ở mới rồi, nó sẽ không về nữa đâu. Sao chứ, không về nghĩa là sao? Cô ta không trả lời cậu hỏi của Vinh. Tháng sau chị cũng sẽ đến đấy, còn nhiều việc ở đây chị chưa làm xong. Nói xong ả nháy mắt với Vinh một cái, cô đóng cửa rồi bước vào nhà, Vinh như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Sao chứ, đi mà không nói lời nào. Vinh đến trường một mình, cậu chạy vào lớp thật nhanh rồi gọi cho hoàng chuông đổ đổ đến khi dừng lại dinh gọi một lần hai lần ba lần bốn vẫn không thấy đầu dây bên kia bắt máy cả lớp cho cô thông báo hoàng hoàng nghỉ học rồi cậu ấy sẽ chuyển vào một ngôi trường mới nên sau này lớp chúng ta chỉ còn 36 bạn thôi nha Nói xong cô giáo bước đi Dù đã biết trước nhưng những lời nói kia như khứa vào tim cậu Cả lớp chẳng một ai buồn ngoài dinh Tiết học đầu tiên bắt đầu Dinh để điện thoại vào tủ bàn liên tục nhắn tin cho Hoàng cứ vài phút lại nhắn một tin Ngọc ngồi trên sofa cười một nụ cười đắc trí Có lẽ cô là người thắng cuộc Đứng lên bước từng bước chậm rãi về hướng phòng của Hoàng Cô mở nhẹ cách cửa ra nói khẽ Hoàng à Hoàng còn ở trong đấy không? Rồi cười lên một cách ma mị đàn quả bên trong lao ra như mổ vào người ả Như muốn xé cô ra thành trăm mảnh Cô ả lẩm bẩm trong miệng cái gì đó không biết mà lũ quả bay về hướng cửa sổ rồi đi mất. Ngọc có công lực khá cao và đàn quả kia không phàn là đối thủ của cô. Trước mắt cô ả là cái xác đã cứng lại của Hoàng nằm trên dũng máu. Xung quanh cậu là những cái lưỡi câu, chiếc áo trắng cũng dính máu. Ngọc bước đến gần cái xác của Hoàng. Hoàng đã chết đó là sự thật nhưng đôi mắt cậu như dõi theo từng bước chân của Ngọc đôi mắt hằng lên sự căm phẫn tao đã nói rồi làm trái ý tao không có gì là tốt cả mày rõ chưa vừa nói tay ả vừa chạm lên vết thương hở ở mắt đã khô lại của hoàng có lẽ mày nên ngoan hơn mày còn cơ hội thay đổi mà đúng không còn cơ thể mày tao sẽ xử lý giúp tin tiếng tin nhắn đến phát ra từ điện thoại hoàng ngọc nhìn vào thì thấy đó là tin nhắn của dinh bây giờ tao nên nhắn lại cái gì đây hay là tao sẽ nói là tớ không muốn nhìn thấy tin nhắn của cậu gửi Cô ả để điện thoại về chỗ cũ rồi bước ra khỏi phòng Rồi trở lại căn phòng quen thuộc Xung quanh cô gian lên cái giọng nói khàn đặc Đừng có mừng sớm, mau chuyển mục tiêu đi Thông thả đi mày yên tâm giờ ở đây chỉ còn có tao Mày và cái bà giúp việc kia Tối hôm nay hoặc ngày mai thôi bà ta sẽ chết Cũng đúng đấy, Màu hối thuốc ông già kia sang tên hết tài sản cho mày đi Được, cái bào thai tao kêu mày lấy có chưa? Chưa nhưng bằng mọi giá sẽ có Hoàng có thì mới xong việc được nói chung là càng nhanh càng tốt Cô ả ừ trong qua loa rồi lại quỳ xuống đọc chú như thường lệ Dinh về đến nhà mở mê ra thấy tin nhắn của Hoàng thì trong lòng chết đi dài phần Cơn mưa không có dấu hiệu tạnh hoặc ít đi Dinh nhìn ra ngoài trời mưa cảm thấy trống rỗng, có lẽ bản thân cậu đang muốn đi đâu đó. Bốn giờ chiều Dinh đi ra ngoài kèm theo một chiếc ô lúc đi cậu chỉ thưa bố mẹ qua loa linh tinh thôi, hứa là chút nữa sẽ về nhà. Bố mẹ cậu cũng đồng ý. Thời gian cậu làm thân với Hoàng không dài nhưng qua cách nói chuyện cho thấy cậu và cậu ta chẳng hoàn là rất hợp hay sao? Lý nào lại không muốn nói chuyện hay là Hoàng đang gặp vấn đề gì đó? Mưa vẫn rơi não nề dinh bước đi trong vô thức không biết đã đi đâu chỉ biết là cậu đã đi rất xa cậu dừng lại ở một ngôi chùa dinh và gia đình đã đi đến đây vào buổi tối hôm vừa chuyển về nơi này một lần nữa cậu bước vào ngôi chùa dinh cố giữ người thật khô để vào sảnh chính đi đến nơi cậu cầm một nén hương đưa đầu hương vào ánh đèn dầu le lói gian chính khá rộng ánh đèn vàng của nến tạo cho dinh cảm giác ấm áp là thường xung quanh còn có mùi trầm hương thoang thoảng Cậu ghi nén nhanh lên lư hương rồi khẩn cầu những điều cậu mong muốn vào đây đối với Vinh là một lựa chọn tốt Vì cậu cảm thấy như trút bỏ bớt đi phần nào đó suy tư trong đầu Vinh toan bước đi thì có một chú tiểu hớt hải chạy ra Thí chủ xin người dừng lại Vinh quay đầu lại nhìn Cậu sao thế? Sư trụ trì người nói muốn gặp cậu có chuyện muốn nói cậu có thể vào sảnh trong được không? Được, dinh gật đầu rồi đi theo chú tiểu đến nơi chú tiểu gõ cửa một căn phòng rồi nói dạ thưa con đã đưa người mà người muốn gặp đến rồi đây à tiếng mở cửa gian lên con dắt cậu ấy vào trong đây đi rồi quay sang dinh cậu mau ngồi xuống đi chú tiểu đưa cậu đến chỗ ngồi rồi rót ra hai tách trà một tách của trụ trì một tách của dinh ta chỉ muốn nhắc nhở cậu là cậu đừng nên lui tới những nơi không dành riêng cho mình nhìn nghe thấy vậy bỗng dưng cậu quỳ xuống nắm tay nhà sư xin người hãy giúp con và bạn con chú tiểu và trụ trì nhanh tay đỡ vinh dậy cậu đừng làm thế tôi sẽ cố gắng giúp cậu chỉ là giờ không phàn thời điểm dù sao nhúng chân vào cuộc thi cũng sẽ là người trong cuộc nghĩa là cậu đã là người luyên lụy con có một người bạn cậu ấy đi rồi liệu sau này có còn gặp lại không ạ à? người bạn thí chủ nói là người đang bị hại người cậu muốn gặp ta chỉ e là sẽ không thể gặp lại được sao chứ người nói không gặp lại được là sao à chủ nhật tuần này cậu đến đây ta sẽ nói cho cậu nghe và tìm hướng giúp cậu giờ vẫn chưa phàn là lúc dinh dù rất muốn nghe ngay nhưng dinh cũng chẳng còn cách nào cậu đành đồng ý trời mưa to quá cậu muốn ở lại đây đêm nay không không à cháu sẽ về nhà bố mẹ đang đợi cháu cháu sẽ quay lại vào thứ chủ nhật Vậy thì thí chủ cứ về đi, hãy nhớ cuộc hẹn của chúng ta Dinh cúi đầu chào sư trụ trì rồi lặng lẽ bước đi Bóng dinh khuất dần theo làng mưa Sư dẫn dõi đôi mắt và nua hiền từ theo bóng lưng cậu Sư ơi, thí chủ kia có chuyện gì mà trông anh ta buồn thế à? Chú Tiểu hướng mắt lên nhìn nhà sư hỏi Đó là nghiệp duyên từ kiếp trước sau này khi con lớn lên con sẽ hiểu con đường Vinh về ngập trong bóng tối Bóng tối của sự cô đơn Trời vẫn mưa Từng bước chân cậu lận lẽ đi về phía trước Vinh nhìn vào một nhà dân Cái đồng hồ treo trên tường cho cậu biết Đã năm giờ hơn Bước chân Vinh vẫn cứ điều điều Ở quê thì làm gì có đèn đường Mà có thì cũng chỉ có ở những nơi đường lớn Chứ cái đường mà hai xe ô tô đi về hai hướng ngược lại Nhường đường cho nhau còn khó Thì chỗ đâu cho đèn đường Vinh cười thầm nhớ về lần đi chung với Hoàng Vào chỗ cái giếng nước lần đó cũng mưa tầm tả như thế này chỉ tiếc là cậu không mang theo ô bây giờ cũng như thế chỉ tiếc là vinh chẳng đi cùng hoàng cậu cúi mặt xuống mà đi xung quanh mọi người đã đóng cửa ánh sáng bây giờ chỉ còn nhờ vào những bóng đèn ấm áp bên trong khe cửa nhà họ vinh ngẩng đầu lên nhìn về hướng cậu đang đi cậu giật mình vì thấy có bóng ai đứng ở đằng trước cậu tự nhủ không sao yên tâm nào chắc chỉ là ai đó đi về muộn giống mình thôi Dinh nhìn trầm trầm cái bóng kia Hình như là một cô gái Cô ấy cứ đứng im mà không đi hay động đậy gì hết Giữa cái tiết trời lạnh câm câm Dinh cũng đứng lại nhìn vào bóng lưng cô ta Một lần nữa cậu đi đến gần cô gái ấy Cô gì ơi Trời mưa lớn quá cô muốn che ô không Cô ta im lặng Khoảng cách giữa Dinh và cô gái ấy Chỉ còn cách nhau một hai bước chân Dinh đưa chiếc ô cạch dài cô ấy Ngõ ý là cô cứ lấy đi Cô ta cầm lấy nó vô tình chạm vào tay cậu Bàn tay cô lạnh thấu xương Cảm kích quá thế còn anh thì sao? Cái giọng của cô ta lạnh như băng Không sao đâu tôi sắp đến nhà rồi Anh đi cùng tôi hết đoạn này được không? Con ngõ tôi vào ở ngay đằng kia thôi Được Dinh bước theo cô ta Khoảng cách của hai người chỉ dọn dẹn hai bước chân Nhưng cậu không sao có thể đi song song với cô ấy được Mưa lớn đến độ làm Vinh ướt như tắm vừa đến con hẻm cô ta dừng lại vinh không chọn cách bước lên tiếp cậu giữ vững khoảng cách ấy cảm ơn rất nhiều tôi vào đây để thăm mẹ cảm ơn vì đã đi cùng tôi tôi nên làm gì để trả ơn anh đây không đâu cô cứ giữ lấy cái ô mà nè cô có cần tôi đi cùng cô đến nhà mẹ không con gái đi một mình nguy hiểm lắm thôi tôi có thể tự đi được anh về nhà đi vinh nói lời tạm biệt rồi đi nhanh về phía trước nhà kia rồi vài bước nữa là tới dinh nổi cả gai ốc pha lúc nãy mà xử lý không khéo thì không chừng cậu toan cái hẻm mà cô ta nói là nhà mẹ cô trong đấy là khu nghĩa trang tập thể mà có nhà dân nào đâu vốn dĩ cô ta không phàn là đi thăm mẹ mà muốn bắt dinh đi qua luồng khí toát ra từ cơ thể cô cho thấy cô đã thay đổi ý định khi dinh đưa chiếc ô mình đang cầm cho cô ấy dù là người âm nhưng không phàn ai cũng đáng ghét dinh về đến nhà cả người ướt đẫm nước mưa cậu thay quần áo rồi lên phòng nằm ngủ nhưng cậu không sao ngủ được vì suy nghĩ đến những lời sư trụ trì đã nói với cậu người cậu muốn gặp không còn nữa không còn nữa nghĩa là biến mất hay là hoàng không không làm gì có chuyện đó vinh ngồi dậy pha tách trà nhìn ra cửa sổ cửa sổ cậu không đóng bỗng dưng có một con quạ bay tới đậu lên vai cậu nghiêng đầu nhìn về hướng cửa sổ động tác cứ thản nhiên như đã thân thuộc từ rất lâu vinh nhìn con quạ đậu trên vai mình thì bối rối cậu xui con quạ đi Cậu đuổi mãi mà nó chẳng đi Dinh đành ôm nó ra để nó ở ngoài ban công Không như những loài chim khác dùng dãy khi bị chạm vào người con quạ này Dù có bị cậu đuổi đi thì cũng không đập cách mạnh làm Dinh quảng hốt Dinh lạnh lùng đóng cách cửa lại Con quạ kia đứng ngoài ban công đến khi Dinh ngủ say thì nó cũng bay đi Nó đậu trên ban công căn phòng cấm của Ngọc Đêm nay ngoài mưa ra thì không có trăng hay những gì sao Đúng là một thời điểm thích hợp để làm một điều gì đó xấu xa đôi mắt nó màu đỏ chỉ là một màu đỏ hoàn toàn không có đồng tử nhìn vào hướng cửa sổ căn phòng được thắp sáng bằng nến trắng ngọc đang đứng trước cái hồ cô ta bước đến chiếc ghế đối diện chiếc hồ ả à ta ngồi với tư thế rất phản cảm chân đặt lên mặt ghế tay cô cầm một con dao lam rách một đường sâu vào màu bắn vào tấm kính xung quanh chiếc hồ rỉ xuống sàn nhà giọng cô ta có vẻ rất đau Mặt nước lặng bên trong hồ nước bỗng dưng rung lắc dữ dội Cứ như sinh vật bên trong đó muốn nhảy ra khỏi nơi ở an toàn của mình Ngọc thở dốc, tay nắm chặt thành ghế Có lẽ đã đủ rộng để có thể lôi thứ bên trong ra Cô cho tay vào trong móc ra một đứa trẻ đỏ hỏm rồi cắt đứt sợi dây rốn Nó to hơn bàn tay cô một chút Cô nâng đứa trẻ lên cao hơn mặt mình rồi ngước mặt lên nhìn Cảm nhận từng cử động nhỏ của thai nhi Máu chảy xuống cánh tay Ngọc thành dòng Cô nhìn mặt đứa trẻ cái bào thai nhân nhớt tanh tưởi khác cơ thể là những con mắt nhìn cô vô hồn ngọc hét toán lên rồi ném mạnh cái bào thai vào hô nước đứa trẻ vừa ném xuống thì sinh vật trong kia đã nuốt mắt cô lại cho tay vào móc đứa trẻ còn lại ra ả ta nhắm mắt không muốn nhìn thấy thứ đáng sợ trước mặt rồi ném đứa trẻ vào hồ rất nhanh đã bị con quái kia nuốt chửng như lúc nãy ha 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 thế giờ mày muốn gì nào ngọc gần như kiệt sức cứ theo kế hoạch Mày không chết dễ vậy đâu Tao sẽ giữ mày sống Ngọc rơi những giọt nước mắt lẫn vào dưới máu của cô Giọt nước mắt muộn màng Sống như một con rối hả Căn phòng im lặng một cách quỷ dị Vết thương của Ngọc thì không cần may cũng có thể tự lành Cô ta có thể được gọi là bất tử Con quạ đậu bên ngoài ban công vỗ cánh bay đi Mọi chuyện nằm trong tầm mắt của nó sáng hôm sau cơn mưa đã nguôi ngoay đi phần nào ánh nắng chiếu qua những tán lá xanh báo hiệu một ngày tốt đẹp trên giảng đường giọng nói trầm trầm của thầy giáo truyền xuống tuần sau các em đã bước vào trong kỳ thi quan trọng và quyết định cả tương lai của các em nên tôi rất mong các em hoàn thành tốt bài thi của mình hẹn gặp các em vào tuần sau nói xong người thầy đem theo chiếc túi đi ra khỏi lớp dinh thờ thần nhìn về hướng cửa sổ gió thổi hất bay mái tóc của cậu lên cậu thở ra một hơi nặng nề rồi nhắm mắt lại cảm nhận sự nhẹ nhõm hơn trong lòng. Dinh à giúp tớ giảng bài này được không? Bạn nữ bàn trên quay xuống ta cậu ấy cầm theo một tập tài liệu. Cậu ta nhìn vào mắt Dinh thật lâu rồi mới ngại ngùng đưa tập tài liệu cho Dinh. Cậu giải bài toán đó giúp bạn nữ kia rồi nhanh chóng tìm lại thế giới của mình. Con quạ hôm qua từ cửa sổ bay vào nó đậu trên bàn nơi Hoàng đã từng ngồi, nó đi đến gần tay của Vinh đôi mắt đỏ thẫm của nó nhìn vào mắt cậu Cậu có một đôi mắt thật đẹp Vinh thì thầm với nó Ánh sáng thật tuyệt vời vì có thể soi rõ những điều tuyệt vời Sự thật có thể bị che lấp nhưng không thể bị bôi nhòe đi bởi bóng tối Dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi trưa khiến cho tâm hồn Vinh cảm thấy mình được sưởi ấm